Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hơn một năm kể từ khi bị khởi tố tạm giam, ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng cùng những thông tin liên quan vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã trải qua gần 8 lần bị gia hạn tạm giam với tổng thời gian lên đến 15 tháng và chưa một lần được xem xét bảo lãnh tại ngoại. Dù người thân đã 6 lần gửi đơn đến cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, bị tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Thông tin này đã làm rúng động dư luận lúc bấy giờ, bởi chỉ cách đó vài tháng, bà Hằng còn làm mưa làm gió trên mạng xã hội, nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc, phát ngôn câu nói nào, câu nói đó cũng đều có thể trở thành trend. Sau khi bị bắt tạm giam, cho đến hiện tại, bà Hằng đã bị gia hạn tạm giam 8 lần. Lần gia hạn tạm giam thứ nhất, hết thời hạn tạm giam 3 tháng. Tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn tạm giam lần thứ nhất thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Lý do của lần gia hạn tạm giam này là vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Phương Hằng là cần thiết. Lần gia hạn tạm giam thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết luận điều tra cùng đề nghị truy tố bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Lần gia hạn tạm giam thứ ba, tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ lần thứ nhất yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết định gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Mục đích là để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân là làm rõ vai trò đồng phạm cũng như xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án. Lần gia hạn tạm giam thứ tư, tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án lần thứ hai, đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có các trợ lý, người dẫn chương trình và khách mời trong các buổi livestream. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ba bị can gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân. Cũng trong tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng. Đây là lần gia hạn tạm giam thứ tư. Lần gia hạn tạm giam thứ năm, tháng 2 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ lần thứ ba để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh do có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác. Bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam lần thứ năm. Lần gia hạn tạm giam thứ sáu, tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận kết luận điều tra lần thứ tư và hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Đồng thời ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày, từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2023 để hoàn tất cáo trạng. Lần gia hạn tạm giam thứ 7, hết thời gian 19 ngày đến cuối tháng 4 năm 2023, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày, từ 26 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 năm 2023 để hoàn tất các thủ tục tố tụng. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân cũng hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị xét xử bà Hằng và 4 đồng phạm về các tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Lần gia hạn tạm giam thứ 8. Lần gia hạn tạm giam gần đây nhất là vào sáng mùng 5 tháng 5, nguồn tin của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng để chờ xét xử. Theo lãnh đạo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố ở khoản 2 điều 331 tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù, thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng nên thời hạn chuẩn bị xét xử của tòa sẽ là 2 tháng. Như vậy, vụ án Nguyễn Phương Hằng đã trải qua 3 lần trả hồ sơ, 8 lần gia hạn thời gian tạm giam với thời gian tổng cộng lên đến 15 tháng. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Ngày 4 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam, Tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương và 4 đồng phạm là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 5 tháng 5 cũng là ngày tạm giam cuối cùng mà bà Nguyễn Phương Hằng phải chấp hành theo quyết định gia hạn tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng đến ngày 5 tháng 5. Bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng, tính từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 24 tháng 3 năm 2022. Theo một luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc gia hạn tạm giam bà Hằng nữa hay không sẽ do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thẩm quyền. Theo quy định tại điều 278 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, thì thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trừ việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam do chánh án, phó chánh án tòa án quyết định. Thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1, điều 277 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử, thì hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa. Trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, vụ án đang sang giai đoạn chuẩn bị xét xử do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết, có thể là tiếp tục tạm giam. Thời hạn tạm giam giai đoạn hiện nay sẽ tùy vào thời hạn chuẩn bị xét xử, 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày với tội phạm nghiêm trọng, 3 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, chánh án có thể quyết định gia hạn chuẩn bị xét xử 2 tháng với tội phạm rất nghiêm trọng. Trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, theo các luật sư, thì cáo trạng truy tố bà Hằng phạm tội nghiêm trọng diễn ra nhiều lần, thì thời hạn để chuẩn bị xét xử theo quy định tại điều 277 Bộ luật Tố tụng Hình sự là 45 ngày đến 60 ngày. Đây cũng là thời hạn mà tòa án ra lệnh tạm giam bà Hằng. Ngoài ra, theo điều 277 Bộ luật Tố tụng Hình sự, thì chánh án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử. Và theo khoản 3, điều 278 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thì hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp tục tạm giam thì ra lệnh tạm giam. Từ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến ngày 5 tháng 5 năm 2023, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị gia hạn tạm giam 8 lần, tổng cộng 15 tháng để tiếp tục điều tra và hoàn tất cáo trạng truy tố. Đồng thời, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam, tòa hình sự thụ lý giải quyết vụ án. Lần gia hạn tạm giam thứ 8 này kéo dài 2 tháng. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp trao đổi với báo chí như sau. Việc tòa án cấp sơ thẩm ra gia hạn tạm giam vào các bị can trong vụ án, thời hạn 60 ngày là phù hợp với quy định của pháp luật. Luật sư Cường dẫn quy định của pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam cho thấy vụ án hình sự thông thường sẽ trải qua 3 giai đoạn là điều tra, truy tố và xét xử. Theo đó, cả 3 giai đoạn này, 3 cơ quan tố tụng là cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án đều có thẩm quyền quyết định tạm giam bị can để phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố xét xử. Theo đó, tạm giam được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong các giai đoạn khác nhau của tố tụng hình sự. Mục đích chính của biện pháp ngăn chặn tạm giam là để ngăn chặn bị can bỏ trốn, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội hoặc gây cản trở khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án. Việc tạm giam áp dụng thường xuyên phổ biến và có nhiều hiệu quả ở giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, giai đoạn truy tố và giai đoạn xét xử, thậm chí sau khi xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể áp dụng biện pháp tạm giam để truy tố, để xét xử và để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường phân tích, pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam quy định rất cụ thể trường hợp nào tạm giam, trường hợp nào không áp dụng biện pháp tạm giam. Quy định cụ thể về thủ tục, về thẩm quyền, về thời hạn tạm giam đối với từng loại tội khác nhau. Theo đó, thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng,
không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Cũng theo luật sư Cường, trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát gia hạn tạm giam. Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá một tháng. Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá hai tháng. Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá ba tháng. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá bốn tháng. Theo luật sư Cường, trong vụ án nêu trên, bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với khung hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Đây là tội phạm nghiêm trọng theo quy định tại điểm B khoản 1, điều 9 Bộ luật hình sự, nên theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, các văn bản hướng dẫn thi hành thì thời hạn tạm giam để điều tra sẽ không quá 5 tháng, nhưng không tính thời hạn điều tra bổ sung khi Viện Kiểm sát hoặc tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Khi hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát, thì Bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định thẩm quyền tạm giam để truy tố theo thời hạn truy tố mà Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định cho Viện Kiểm sát. Về thẩm quyền giải quyết quyết định tạm giam được quy định đối với những người được liệt kê tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau. Thủ trưởng, phó thủ trưởng, cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, lệnh bắt phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự các cấp. Chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân và chánh án, phó chánh án Tòa án Quân sự các cấp. Hội đồng xét xử, luật sư Cường phân tích. Giai đoạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án nghiêm trọng như vụ án này, thì thời hạn để xét xử cho đến khi mở phiên tòa sơ thẩm không quá 75 ngày. Trong thời hạn này, tòa án có quyền gia hạn tạm giam để phục vụ cho việc xét xử và đảm bảo thi hành án. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định thời hạn tạm giam để tòa án chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1, điều 277 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đối với các bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử, thì hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.